Xin chào tất cả các bạn nhỏ. Chào mừng các bạn nhỏ đang đến với chương trình kể chuyện đêm khuya của cô mèo lười. Và như thường lệ, để giúp các bạn nhỏ ngủ ngon, hôm nay cô mèo lười sẽ kể cho các bạn nghe một vài câu chuyện nha. Câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay, cô mèo lười sẽ kể cho các bạn nghe có tên là Cò và Chồn. Một con chồn chạy rông trên đồng cỏ, gặp một con cò. Chào anh cò. Không dám. Chào anh chồn. Anh có muốn kết bạn với tôi không? Ồ, thế thì còn gì bằng. Từ đấy đôi bạn không bao giờ rời nhau. Nhưng mặc dù chơi thân với nhau, chồn vẫn thường hay khoe khoang và chê bai cò đủ điều. Cò này, anh có bao nhiêu trí khôn? Tôi chỉ có một. Ít thế sao? Tôi ấy à, tôi có hàng trăm trí khôn. Một buổi sáng trời quang mây tạnh, đôi bạn dạo chơi trên đồng cỏ. Chúng đi sóng đôi với nhau, nhỡn nhơ ngắm trời ngắm đất. Ánh mặt trời chiếu trên thảm cỏ non làm cho những giọt sương long lanh như những hạt ngọc. Tiếng chim ríu rít trên cao, cò và chồn đang say sưa ngắm cảnh thì từ đằng xa một người thợ săn đi tới, vai đeo khẩu súng. Biết là gặp sự chẳng lành, cò vội bảo bạn: chúng ta phải trốn ngay mới được. Nhưng trốn vào đâu? Chúng nhìn quanh, thấy một cái hang bên gò đất. Chồn ta nhanh chân chui vào trước, cò theo vào sau. Vừa mới ẩn kín, người thợ săn đã lại gần. Nhận thấy dấu chân của hai con vật, người thợ săn reo lên: thế này mới tuyệt chứ. Một chú chồn, một chú cò cùng vào một hang, phải tóm cổ chúng nó ra mới được. Người thợ săn bèn đặt súng xuống cỏ, lấy cành cây chọc vào hang. Cò thấy nguy cơ, ghé tai giục chồn: chồn này, cậu có hàng trăm trí khôn, cậu hãy nghĩ ra kế gì để cứu nhau chứ. Lão ta sắp tóm được chúng ta rồi kìa. Chồn đau khổ thì thầm: trời đất ơi, lúc này không một trí khôn nào nảy ra trong đầu mình cả. Thôi, một mình cậu cố gắng bình tĩnh nghĩ hộ vậy. Sau phút giây suy nghĩ, cò bảo: thật ra mình chỉ có mỗi một mưu thôi, nhưng mình cũng cứ nói nhé. Khi lão ta lôi mình ra khỏi hang, mình sẽ giả vờ chết. Tất nhiên lão ta sẽ vứt mình ra một góc, rồi tiếp tục đào hang để bắt cậu. Chồn sợ quá, rên rỉ: khổ thân tôi chưa, cậu sẽ bay thoát thân cậu, còn tôi nhất định sẽ bị lão giết chết tươi. Đời nào tôi lại tệ thế. Lúc ấy tôi sẽ kêu lên rồi vùng chạy. Thế nào người thợ săn cũng cố chộp bắt lại tôi. Lúc bấy giờ cậu lo mà chạy đi chứ. Khi người thợ săn lôi cò ra khỏi hang, cò đã cứng đờ người không cựa quậy. Tiếc quá, có lẽ nó bị chết ngạt, người ấy nghĩ, rồi ném cò ra một góc, tiếp tục đào hang. Thình lình cò đứng lên, cất tiếng kêu vang, rồi vụt chạy những bước dài, tránh xa cửa hang. Người thợ săn vô cùng kinh ngạc, rồi tiếc rẻ con mồi xinh đẹp, vội vàng chạy đuổi theo vồ lại. Chồn ta chỉ chờ đến lúc này, vụt nhảy ra khỏi hang chạy biến. Thế là đôi bạn đều thoát nạn. Ngày hôm sau, chúng lại tìm gặp nhau trên đồng cỏ. Cò hỏi: hàng trăm trí khôn của cậu hôm qua để ở đâu? Lúc ấy mình sợ quá đánh rơi hết. Không có trí khôn của cậu thì cả hai chúng ta đều chết rồi. Từ đó chồn rất khiêm tốn và không bao giờ huênh hoang khoác lác với bạn cò nữa. Câu chuyện tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay, cô mèo lười sẽ kể cho các bạn nghe có tên là Gan Cóc Tía. Trong rừng kia có một con cọp rất dữ tợn. Mọi con vật trong rừng đều phải sợ cọp. Một hôm, cọp đi ngang qua hang Cóc Tía. Cóc Tía nghĩ bụng: mình phải dùng mưu trí để cọp hết tính hống hách mới được. Nghĩ vậy, Cóc Tía liền lớn tiếng quát: ai đi đó? Từ nay đừng có qua đây mà chết. Chỗ này là nhà của ta. Cọp nghe tiếng liền hỏi: ai nói đó? Ta là chúa Sơn Lâm, ta có sợ ai? Cóc Tía thong thả trả lời: ta đây, ta là Cóc Tía. Cậu ông trời đây, mày không biết tiếng của tao sao? Cọp giận quá, nhìn thấy Cóc Tía chỉ to hơn quả trứng vịt mới quát lên: thằng Cóc Tía kia.
mày có tài cán gì mà dám vinh báo với ta? Cóc tía trả lời: cọp thì chỉ có tài nhảy mà thôi, còn ta, tài ta cũng có. Cọp liền thách cóc tía nhảy thi xem ai nhảy xa. Cóc nhận lời, hai con vật liền đi ra bờ suối và giao hẹn ai nhảy được sang bờ suối bên kia thì thắng cuộc. Cóc tía khôn hơn, liền nói: ta không thèm đứng ngang hàng với ngươi, ta đứng lùi phía sau mà vẫn nhảy xa hơn ngươi cho mà xem. Cọp bằng lòng. Trước khi nhảy, cọp thường phải đạp đuôi vài cái xuống đất để lấy đà. Cóc tía liền há miệng ngoạm lấy đuôi cọp. Khi cọp nhảy sang bên kia suối, quất đuôi mạnh, cóc tía liền văng ra đằng trước rất xa. Cọp đành chịu thua. Cóc tía còn nói: ngoài tài nhảy ra, ta còn có tài bắt sống cọp để ăn thịt nữa. Ngươi xem miệng ta thì rõ. Ta há miệng ra, thấy đầy những lông cọp. Cọp sợ quá, cong đuôi chạy một mạch. Khỉ đang ngồi trên cây, thấy cọp có vẻ hoảng sợ, liền gọi cọp và hỏi: có việc gì mà anh cọp sợ vậy? Cọp hổn hển trả lời: thôi thôi đừng hỏi nữa, chạy nhanh kẻo chết bây giờ. Có một con vật nhỏ bằng ngón chân mà ăn thịt được tất cả chúng ta, tên nó là cóc tía. Khỉ nghe thế liền cười và nói: à, cóc tía thì sợ gì, tôi vật một cái là nó chết ngay. Nó ở đâu, anh dắt tôi lại xem nào. Cọp không tin, tưởng khỉ định lừa mình. Khỉ nói tiếp: anh không tin thì tôi lấy dây buộc chặt tôi vào lưng anh, rồi tôi sẽ trị cho cóc tía một phen. Cả hai ta cùng đến, anh sợ gì? Cọp nghe nói bùi tai, liền cho khỉ ngồi lên lưng mình và cột chặt khỉ để khỉ khỏi chạy trốn. Hai con vật liền đi tới hàng cóc tía. Lúc này, cóc tía đã bơi qua suối để trở về nhà và thích chí vì đã làm cho cọp hết hống hách. Khi thấy cọp và khỉ trở lại, cóc tía nhanh trí liền quát: khỉ kia, mày nợ tao 10 con cọp, sao hôm nay mày chỉ trả có một con? Cọp nghe thấy vậy, tưởng khỉ lừa mình, liền cắm đầu chạy miết. Khỉ bị cột chặt vào lưng cọp, đầu va vào cây, chết nhăn răng. Cọp chạy một lúc mệt quá liền ngồi nghỉ. Khi nhìn thấy khỉ nhăn răng, cọp còn tức giận mắng: ngươi dám lừa ta lại còn nhăn răng mà cười à. Câu chuyện tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay, cô mèo lười sẽ kể cho các bạn nghe, có tên là Sự Tích Hồ Gươm. Vào thời giặc Minh xâm lược nước ta, đi đến đâu chúng cũng tàn sát người dân vô tội, cướp bóc của cải nhân dân. Cuộc sống của người dân vô cùng cực khổ và lầm than. Thấy cuộc sống của trăm dân như vậy, một số người có lòng yêu nước đã tụ họp lại với nhau, cùng bàn bạc làm một cuộc khởi nghĩa để chống lại sự tàn ác và bạo ngược của quân giặc, trong đó có nghĩa quân ở vùng Lam Sơn. Tuy nhiên, nghĩa quân cũng chỉ toàn là những người nông dân áo vải, binh khí thì thô sơ mà chưa thu hút được nhiều người, nên chưa đủ sức mạnh để chiến đấu chống lại quân giặc. Rất nhiều lần nghĩa quân đã đứng lên khởi nghĩa, nhưng lần nào cũng bị binh tướng nhà Minh đánh cho bại trận. Đức Long Quân nhìn thấy tấm lòng chiến đấu quả cảm và tinh thần yêu nước của nghĩa quân, liền quyết định cho nghĩa quân mượn Thanh Gươm Thần để tăng thêm sức mạnh và sĩ khí chiến đấu cho họ. Hồi ấy ở Thanh Hóa, có một người đi đánh cá dưới sông. Khi kéo lên thấy lưới rất nặng, anh ta nghĩ thầm trong bụng: phen này chắc là được nhiều cá lắm đây. Tuy nhiên, khi lưới được kéo lên thì không có một con cá nào, mà chỉ là một lưỡi gươm cũ. Anh ta liền vứt lưỡi gươm trở lại sông. Lần thứ hai kéo lưới, lưỡi gươm ấy lại vướng vào. Lần này, anh quăng lưỡi gươm đi xa hơn nữa. Đến lần thứ ba kéo lưới, vẫn là lưỡi gươm đó. Thấy lạ, anh liền cầm lưỡi gươm cũ lên và mang về để trong góc nhà. Người đó là một nông dân quê ở Thanh Hóa, có lòng yêu nước nồng nàn, từ lâu đã có ý muốn gia nhập cùng nghĩa quân Lam Sơn. Lực lượng của nghĩa quân Lam Sơn lúc bấy giờ đã ngày càng đông, muốn chiêu binh thêm những người tài giỏi và có lòng yêu nước tham gia. Anh nông dân có sức khỏe cùng với lòng yêu nước, mong đánh đuổi giặc ngoại xâm từ lâu, nên đã gia nhập nghĩa quân.
Anh tham gia những trận chiến quan trọng và góp nhiều công sức trong các trận thắng lớn, được vua Lê Lợi vô cùng tin tưởng. Một lần, Lê Lợi đưa quân qua vùng Thanh Hóa để nghỉ ngơi. Vừa vào tới nhà, Lê Lợi và các tướng lĩnh đã thấy lưỡi gươm cũ vứt ở xó nhà của anh nông dân phát ra ánh hào quang sáng chói. Mọi người tiến lại cầm lên xem thì thấy trên lưỡi gươm có khắc hai chữ Thuận Thiên. Tất cả vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng không nghĩ đó là báu vật, chỉ cho đó là lưỡi gươm bình thường mà thôi. Thời gian sau, Nghĩa quân tổ chức rất nhiều trận đánh trả quân Minh. Trong một trận đánh không may, Nghĩa quân bại trận. Lê Lợi bị quân giặc đuổi theo vào trong rừng sâu. Khi đang chạy trốn, ông nhìn thấy có một vật sáng chói trên cành cây. Lấy làm tò mò, Lê Lợi liền trèo lên cành cây thì thấy một cái chuôi gươm nạm ngọc sáng lấp lánh. Lại nhớ tới hôm ở nhà anh nông dân có lưỡi gươm phát sáng, Lê Lợi liền cầm chuôi gươm về. Vài hôm sau, gặp anh nông dân, Lê Lợi kể lại chuyện nhặt được chuôi gươm phát sáng và bảo anh nông dân cho mượn lưỡi gươm cũ. Không ngờ sau khi cho lưỡi gươm vào trong chuôi gươm thì lại vừa in một cặp, lưỡi gươm trở lên sáng chói và sắc nhọn vô cùng. Anh nông dân và mọi người ở đó đều quỳ rạp dưới chân Lê Lợi mà rằng có lẽ đây là gươm báu trời ban giúp Nghĩa quân đánh quân xâm lược. Nay xin chủ tướng cầm gươm báu để lãnh đạo Nghĩa quân đánh đuổi giặc Minh ra khỏi bờ cõi nước ta, để cho muôn dân được hưởng cuộc sống yên bình. Lê Lợi nhận thanh gươm từ tay anh nông dân, hứa sẽ hết lòng lãnh đạo Nghĩa quân thuận theo ý trời. Kể từ đó, Nghĩa quân đánh đâu thắng đó, trăm trận trăm thắng. Dần dần, lực lượng quân Minh bị suy yếu. Nghĩa quân không còn phải trốn ở trong rừng nữa, mà chuyển sang đối đầu trực diện. Kho lương thực cũng ngày càng đầy đủ do chiếm được của quân giặc, càng giúp cho quân lính có thêm khí thế chiến đấu hơn trước. Chẳng bao lâu sau, dưới sự lãnh đạo của Lê Lợi và nhờ gươm thần mà Nghĩa quân đã đánh bại quân Minh. Giặc sợ hãi bỏ tháo chạy về phương Bắc, muôn dân lại được thái bình. Sau khi đánh đuổi hết giặc Minh, Lê Lợi lên ngôi vua để trị vì và thống nhất đất nước. Một năm sau, khi nhà vua cùng các bề tôi thân tín ngồi thuyền đi dạo trên hồ Tả Vọng trước kinh thành, Đức Long Quân sai rùa vàng lên để lấy lại thanh gươm thần. Khi thuyền ra tới giữa hồ thì bất ngờ từ dưới làn nước trong xanh có một con rùa vàng ngoi đầu lên cất tiếng: "Thưa Đức Vua, lúc trước Đức Lang Quân có cho nhà vua mượn thanh gươm thần để đánh giặc. Nay nghiệp lớn đã hoàn thành, xin nhà vua hãy trả lại gươm thần." Lê Lợi nghe xong liền cởi thanh gươm bên mình ra, cầm hai tay và dâng lên trước mặt rùa vàng. Thanh gươm bất ngờ bay khỏi tay nhà vua và sang miệng rùa vàng. Rùa vàng ngậm lấy gươm lặn xuống hồ biến mất. Từ đó, hồ ấy được đặt tên là Hồ Gươm hay Hồ Hoàn Kiếm. Câu chuyện cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay, cô mèo lười sẽ kể cho các bạn nghe, có tên là Cây Tre Trăm Đốt. Ngày xưa có một chàng trai hiền lành, khỏe mạnh, tên là Khoai, đi cày thuê cho vợ chồng ông Phú Hộ. Hai người này có hứa: "Con chịu khó làm lụng giúp ta, 3 năm nữa ta sẽ gả con gái ta cho." Tin vào lời hứa, anh ra sức làm việc không ngại khó nhọc. Nhưng 3 năm sau, khi mà ông nhà giàu đã có mọi thứ của cải, ông bèn trở mặt. Ông đưa ra một điều kiện là phải tìm được cây tre trăm đốt để làm nhà cưới vợ thì ông mới gả con gái cho. Vì muốn có cơ hội để cưới con gái của ông chủ, anh bèn lên rừng quyết tâm tìm được cây tre trăm đốt. Tìm mãi không thấy, anh thất vọng ngồi khóc. Bỗng Bụt hiện lên và bảo anh đi tìm, chặt cho đủ 100 đốt tre, rồi giúp anh bằng hai câu thần chú: khắc nhập, để gắn kết 100 đốt tre rời thành một cây tre có 100 đốt, và khắc xuất, để tách các đốt tre ra. Nhờ là các khúc tre rời nên anh cũng dễ dàng đánh về làng được. Về nhà, anh cho cha vợ tương lai của mình xem cây tre trăm đốt.
không tin vào điều mắt mình đã thấy. Ông nhà giàu sờ tay vào cây đếm từng khúc tre. Phép màu của bụt đã hút ông dính luôn vào cây tre. Khi ông đồng ý giữ lời hứa, anh mới sực nhớ ra câu khắc xuất để giải thoát cho cha vợ của mình. Sợ hãi, ông phú hộ phải giữ lời hứa gả con gái cho anh nông dân. Cuối cùng, anh và con gái ông phú hộ sống với nhau hạnh phúc mãi mãi. Cây tre chăm đốt nhắc nhở chúng ta nên biết sống lương thiện, giữ chữ tín. Đồng thời, chỉ cần chăm chỉ, cần cù, chịu khó thì kỳ tích sẽ luôn xuất hiện. Tiết mục kể chuyện đêm khuya đến đây là hết rồi. Cô mèo lười thân ái chào tất cả các bạn nhỏ. Hẹn gặp lại các bạn vào lúc 9 giờ tối ngày mai. Còn bây giờ thì chúc bé ngủ ngon.